Rồi, ghép mỗi biểu diễn ở orbital đúng không? Của phân lớp B ở cột A với mô tả tích hợp ở cột B, đúng chưa? Rồi, mình có cột A, cột B. Rồi, cột A nè. Cột A. Rồi, có các dụ là A đúng không? Rồi, tôi vẽ minh họa ra thì chúng ta dễ nhìn. Một cái ô vuông, bao vuông, bao orbital trống đúng không? Rồi, hình B. Cái ý B là bao vuông biểu diễn ba cái tròn độc thân. Đây, vẽ mũi tên lên nè. Vẽ mực nó khác cho chúng ta dễ nhìn ha. Rồi tương tự C thì chúng ta có ba cặp ghép đôi lên. Thôi vẽ cho nó đúng trình tự nha, để các con không bị lộn nha. Lên xuống đấy, vẽ đúng thứ tự như vậy. Lên xuống đừng có gì lên xuống nha, thì coi chừng lại không khéo là bị sai. Rồi ok, đó là cột A. Rồi đây là cột B ha. Cột B chúng ta có cái gì? Số 1, phân lớp bão hòa. Số 1, phân lớp bão hòa. Còn nhớ khái niệm phân lớp bão hòa không? Phân lớp bão hòa là phân lớp đã full các electron ở trong các phân lớp. Rồi số 2, phân lớp bão hòa. Số 2, phân lớp bán bão hòa. Phân lớp bán bão hòa. Bán bão hòa tức là một nửa bão hòa đó các bạn. Bán bão hòa nghĩa là một nửa. Rồi số 3, phân lớp chứa các AO trống. Chứa thì viết tắt nha, chứa AO trống. Chứa các AO trống gì đó. Rồi ok. Ở đây thì mình hiểu á, đây rõ ràng khi người ta vẽ như vậy là người ta đang mô tả về thằng phân lớp B đấy. Phân lớp B chúng ta sẽ mô tả bằng ba ô vuông. Đúng không ạ? Các bạn coi trong tài liệu của tôi, phân lớp B được mô tả bằng ba ô vuông. Thì cái phân lớp B này có, nếu như mình ghi B6 thì lục lại kiến thức tí xíu. B6 có nghĩa là nó đã bão hòa rồi, có là 6 electron, chính là trường hợp của thằng C này. Vậy đáp án C này tương ứng với phân lớp bão hòa là số 1 trên đây. Chỗ này chính là B6 đây. Cái gì đó B6 tôi không biết, ví dụ 2B6, 3B6 gì đó thì chỗ này chính là đã bão hòa rồi. Full, các bạn thấy nó full không? Bão hòa nghĩa là full, có nghĩa là nó đã đầy đủ. Nó có kín mít các electron trong các ô vuông, một ô vuông tương sẽ có hai mũi tên, tức là hai electron tối đa. Vậy ba ô vuông là có 6 electron, bây giờ tôi mới ghi là B6. Đúng không ạ? B6 là cái phân lớp bão hòa rồi, vậy là C chính là tương ứng với số 1. Rồi được chưa? Lúc này á, nếu như thằng C này mà chia đôi ra, B6 mà chia đôi ra thì nó ra bán bão hòa tức là một nửa. Các bạn thấy từ ghi một nửa không? Trong đề nó ghi là một nửa đây. Thì B6 ở đây cũng mà chia chính là B3. B3 thì rõ ràng các con thấy rồi, B3 chính là ông này, chính là đáp án B. B3 tức là bán bão hòa tức là một nửa, tức là B này tương ứng với số 2. À rất là hay. B tương ứng với số 2. Rồi tất nhiên rồi, chứa các AO trống thì chữ trống không? Trống là không có gì hết. À không có gì hết nè, này có gì đâu. Đáp án A đâu có gì đâu. Đáp án A đâu có bất kỳ cái mũi tên nào, đâu có bất kỳ cái electron nào, vì đó là trống, chưa điền cái electron vào đó. Rồi vậy thôi ha. Giờ tôi nói lại, cục A là A sẽ ghép với số 3, B sẽ ghép với số 2 và C sẽ ghép với số 1. Rồi vậy thôi, các bạn có gì không rõ cứ bình luận bên dưới ha.